Chỉ với một từ duy nhất, người cha giúp bốn đứa con ngỗ nghịch vào thẳng những trường đại học tóc đầu thế giới, ai nghe cũng nể phục. Giáo dục con cái không phải chuyện ngày một, ngày hai mà là cả một chặng đường dài. Đứa trẻ dù ngoan hay hư, thành công hay thất bại vẫn mãi được cha mẹ yêu thương, trời che. Nhiệm vụ của người làm cha, là mẹ là giáo dục con cái trở thành những công dân có ích cho xã hội. Tuy nhiên, có nhiều bậc cha mẹ làm ngơ trước những vấn đề mà con mình mắc phải. Họ không làm tròn trách nhiệm khiến đứa trẻ nhận thức sai lệch, gây ra những hành vi xấu ảnh hưởng không tốt tới tương lai của chính đứa trẻ của gia đình và xã hội trên thực tế có rất nhiều đứa trẻ ngỗ nghịch đến từ nguyên nhân gia đình từ cách dạy dỗ của cha mẹ bởi trong quá trình trẻ trưởng thành cha mẹ chỉ cần lơ là không chú ý tới các biểu hiện nhỏ trong thay đổi tính cách và hành động của trẻ rất dễ khiến trẻ sẽ đi sai hướng tự hủy hoại bản thân câu chuyện dưới đây chắc chắn sẽ khiến nhiều bậc làm cha làm mẹ phải suy ngẫm bí quyết giáo dục nằm ở một từ giúp các con hóa rồng hóa phượng Hai Si O Long, quê tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, ừ, từng giữ chức tổng giám đốc công ty máy bay hưu ở Hoa Kỳ, kiêm phó tổng giám đốc của tập đoàn Acer Đài Loan, Trung Quốc, và ông cũng là một trong những phó chủ tịch của một số chương trình văn hóa và giáo dục ở Đài Loan. Ông Hai Si O Long có sự nghiệp thành công, nhưng về phương diện nuôi dạy con cái thì lúc đầu không xuân sẻ. Ông Hai Si O Long có tất cả là bốn người con, gồm ba con trai và một con gái ngoại trừ người con trai cả biết nghe lời thì ba người con còn lại đúng là nỗi rắc rối thực sự thậm chí đôi khi ông thấy những đứa trẻ như cơn ác mộng của cuộc đời ông một lần khi cả nhà đang đi mua sắm tại siêu thị cậu con trai thứ hai của ông hai si o long đã lén lút ăn cắp một đôi găng tay rồi bỏ vào túi hành vi này đã bị nhân viên siêu thị bắt quả tang quá bất lực và xấu hổ vợ của ông hai si o long bật khóc ngay tại chỗ Bà trách móc bản thân không biết mình đã nuôi dạy con như thế nào mà để con gây ra hành vi sai lệch, không chấp nhận được như vậy. Còn cô con gái thứ ba của ông Hai Si O Long là người thích ăn diện ngay từ nhỏ. Càng lớn, cô bé càng đua đòi, thích mặc những trang phục lòe loẹt đủ màu sắc. Cô bé không nghe lời cha mẹ, thường xuyên có hành vi chống đối. Sau khi vào cấp 2, thành tích học tập của cô bé xa sút nảy sinh tình cảm với một vài người bạn khác giới. Cậu con trai út có thành tích học tập không đến nỗi tệ, nhưng tính cách quá mạnh mẽ, luôn tự cho mình là giỏi nhất và không nghe lời cha mẹ. Thầy cô, thời điểm các con trong độ tuổi nổi loạn, vợ chồng Hai Si O Long đau đầu, nhiều lúc bất lực vì không dạy được con. Không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng, áp lực. Nhiều người xung quanh còn cho rằng các con của ông Hai Si O Long đã hỏng, không thể thay đổi. Thế nhưng bây giờ, cả bốn con của ông Hai Si O Long đều thành công, đi đúng hướng, thi đỗ vào các trường đại học nổi tiếng với thành tích đáng ngưỡng mộ. Và sau tất cả những biến cố thăng trầm, có thể thấy được quan điểm nuôi dạy con của ông Hai Si O Long hoàn toàn đúng đắn. Thật ra, ông không có quan điểm gì cao siêu mà tất cả chỉ gói gọn trong một từ, đó là chậm. Ông Hai Si O Long tin rằng chỉ có cách chậm lại, không nóng nảy trong việc nuôi dạy những đứa trẻ, biết kiểm soát cảm xúc bản thân, thường xuyên tâm sự để thấu hiểu con thì mới đạt được kết quả như mong muốn. Và thực sự ông Hai Si O Long đã thực hiện từng bước một trong việc dạy bảo những đứa con ông dành nhiều thời gian trò chuyện để hiểu mong muốn của con tôn trọng quyền lựa chọn mà con đưa ra trên sơ sở đó ông hướng dẫn và truyền cảm hứng để các con vững đi trên con đường chinh phục ước mơ phía trước và kết quả của quá trình chậm rãi cẩn thận đó là cả bốn người con của ông đều trúng tuyển vào những trường đại học nổi tiếng thế giới vì vậy có thể thấy quan niệm nuôi dạy con của ông hai Si-o long rất đúng đắn khoa học và đem lại hiệu quả cao các bậc phụ huynh có thể tham khảo để quá trình nuôi dạy con trở nên dễ dàng hơn cha mẹ nên chậm thế nào để giáo dục con hiệu quả một đừng so sách gia đình mình với gia đình người khác nếu cha mẹ muốn chậm lại để đạt hiệu quả trong việc giáo dục con cái thì điều đầu tiên phải làm là đừng so sánh gia đình mình với gia đình người khác cha mẹ đừng nên đặt con lên bàn cân với những đứa trẻ khác để so sánh kết quả học tập hay tính cách bởi cụm từ con nhà người ta vừa làm trẻ khó chịu tủi thân vừa khiến cha mẹ cảm thấy lo lắng với việc học của con mình từ đó cha mẹ sẽ sinh tâm lý khắt khe bắt ép con phải học cho bằng bạn bằng bè Hai, cho con không gian được tự do phát huy năng lực, cha mẹ đừng nên hạn chế trẻ, đó là cách cha mẹ đang hủy hoại sự năng động và sáng tạo ở trẻ. Hãy là cha mẹ thông thái, cho con mình không gian thoải mái, được tự do sáng tạo, vui chơi và kết bạn, bởi chỉ có như vậy, trẻ mới có thể lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc và không hình thành tâm lý chống đối. Ba, cha mẹ đừng dồn toàn bộ tâm trí vào con. Đối với cha mẹ, con cái là tài sản quý giá, vì thế trẻ thường được bao bọc, chở che nhưng cha mẹ cần hiểu sau này khi khôn lớn trẻ cũng sẽ có một cuộc sống cho riêng mình và phải tự lập tự kiểm soát và xử lý mọi vấn đề vì thế cha mẹ không nên dồn toàn bộ tâm trí vào con hãy cho mình chút không gian riêng và cha mẹ nên hiểu rằng con cái ắt tự có phúc của riêng mình cha mẹ chỉ cần làm tròn trách nhiệm trong việc chăm sóc và nuôi dạy trẻ chỉ khi cha mẹ có thể chậm lại chứng kiến quãng thời gian trưởng thành của con là người bạn đồng hành là người thầy nhân từ thì đứa trẻ mới vững bước trên hành trình tiến về phía trước trẻ mới có nhiều cơ hội thành công cảm thấy cuộc đời tươi đẹp và ý nghĩa